Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Xe Đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe touring thương hiệu Gian xuất Nhật. Nguồn gốc con xe này là hàng bãi Nhật, sườn nhôm, sơn zin. Còn thực tế bên ngoài thì con xe này nó còn mới khoảng 90%. Thì lát mình sẽ quay chi tiết thì các bạn sẽ thấy cái độ mới của nó. Size của sườn đó là ống đứng 44, ống ngang 51. Đó, bánh 700C, bánh nhôm hai lớp chính hãng Gian luôn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để giới thiệu với các bạn cái con xe này. Đây, cái bộ đầu Gian luôn, bộ đầu ghi đông nhôm. Đây ạ, bộ tai đè của nó rất đẹp, tai đè Shimano đó. Lành tít. Đây, quay vào bộ sườn này mọi người nhìn xem này đó. Đó. Sườn con này loại sườn dẹp nhé, sườn dẹp đời cao á. Đây, đó nước sườn của nó đó. Đây SX, đây tem Nhật đây nhá. Đây là đó, tem Nhật này màu trắng này. Quay cận cảnh như các bạn xem cái sườn của nó thì các bạn thấy. Đây, cái bộ giỏ đĩa này bằng nhôm này, cái nhựa này nó còn trong veo đó. Đây, cái nhựa này còn trong veo này, còn như mới luôn đó. Hàng bãi mà được như này là rất mới các bạn nhé. Con này thì nó không giống cái đời R3 sườn tròn. R3 sườn tròn thường thường thì hãng Gian này nó lắp cái group SRAM X3. Nhưng mà con sườn dẹp này, Gian sườn dẹp này nó đời cao hơn. Lúc này thì hãng nó sử dụng cái bộ group Shimano. Đây ạ. Đây, đĩa Shimano đây. Đó. Cùi đè Atus, tay đè bấm xả. Còn vành thì không thay đổi như các cái đời kia, vành với lại đùm thì nó giữ nguyên, nó chỉ thay đổi cái cấu hình sườn thôi. Sườn, cái sườn trên nhá, đây là sườn trên này này. Các bạn phân biệt cái đời cao, đời sau thì cái sườn trên đấy nó dẹp này. Đây nó dẹp này. Đó, nó vuốt dẹp này chứ nó không tròn. Còn những cái đời mà R3 mà đời cũ á, thì nó sườn tròn. Cái này sườn dẹp. Cái dòng xe này này, dòng mà dòng xe cái sườn dẹp này nhá, các bạn lên Facebook tham khảo giá là người ta bán đấy. Có chỗ người ta bán 7,5 triệu. Bây giờ cũng vẫn còn giá trên Facebook. Mấy bác ngoài đó là bác bán là 7,5 triệu. Mà xe không được mới như này đâu. Còn chỗ mình thì mình dám bán giá là thấp hơn cả triệu. Bởi vì là cái nguồn hàng của mình là nguồn hàng lấy tận gốc, không qua trung gian. Còn cái này thì kiểm tra dễ lắm, các bạn cứ lên Facebook, lướt trên Facebook là thấy. Mình có lướt là thấy mấy con màu xanh. Cái dạng sườn dẹp như này là các bác ấy đang bán 7,5 triệu. Thì thôi, cái giá thì tùy xe, tùy nơi, mình không nói sâu vấn đề nữa.
với lại cái công vận chuyển các thứ này linh tinh. Thì mình nói để cái các bạn biết hết thôi. Thì con xe này mình nhắc lại nhé, cấu hình của nó là 3 đĩa 8 líp. 3 đĩa 8 líp. Group là Shimano. Đó, như mình đã quay cho các bạn rồi, vành thì vành chính hiệu Gian. Hai lớp. Yên zin, đồ zin. Đây, quay lại cái bộ chuyển động của người xem. Đó, đây, cái tay đè của nó này, Shimano này. Lành tít. Đó. Đây. Các cái ấy của nó còn sáng bóng hết. Đùm đây. Đó, các bạn nhìn cái đùm của nó đó. Xoay gương được luôn. Rồi. Thì mình nhắc lại cái cấu hình cũng như cái chiếc sườn. Mình nhắc lại là sườn là ống đứng 44, ống ngang phía trên ấy là 51. Đấy, thì tùy các bác sẽ căn cứ vào đó là xem mình có đạp vừa không. Nhưng theo mình thì nó từ khoảng 1m6 đến 1m65. Mét năm mấy chạy cũng ok nhé, nhưng mà ý mình nói là chạy chuẩn á, thì mét 6-65 là chuẩn form này. Mét 5-55 thì các bác hạ yên xuống chút xíu nó chạy vẫn ngon, không vấn đề gì. Bây giờ thì mình sẽ test cái bộ chuyển động để các bạn xem cái bộ chuyển động của nó. Đây, mình sẽ gục máy cho mình test cái bộ chuyển động. Rồi, bây giờ mình test cái em lên xuống clip này trước nha. À, một phát lên này. Đó, các bạn nghe cách cái nó lên. Ok. Nó đang ở cái nick mà lên lên dốc mà. Ok ạ, à, thấy ngon không ạ? Đó, các bạn thấy cái bộ đề Shimano này cực nhạy. Mình lên lại như này. Đó, rất chậm này, các bạn nghe tách cái lên này. Đó. Mình lên chậm cho các bạn xem nhé, này. Đó. Rất nhạy. Đây, để nhanh này. Không vấn đề gì cả, nhanh chậm này, ào ào hết. Đó. Ok, bây giờ test cái đĩa. Đấy nha, hiện tại là nó đang ở cái đĩa số 2 nhé. Về cái đĩa số 3, đĩa nhỏ này. Ok, lên lại đĩa số 2 nhé. Rồi, lên đĩa số 3 luôn. À, số 1 luôn. Ok, đây. Đó. Xuống đĩa số 2 này. 3 luôn. Lên 2 đại này. Đó. Lên số 1 này. Xuống 2 này. Xuống 3 này.
Đèn hai. Khi các bạn xem một cái video review xe thì hình ảnh thì các bạn xem được, nhưng mà cái mà thường những cái các bạn mua ở trên trực tuyến đó, là rất quan ngại về cái vấn đề là bộ truyền động. Thì vừa rồi mình đã test cho các bạn xem cái bộ truyền động rồi đó, cái bộ truyền động gọi là đĩa lip sang rất mượt, cực ngon luôn. Đó này, xe thì yên chớn, mình sẽ test cái chớn thêm cho mọi người xem cái chớn. Rồi ok, bắt máy quay cái chớn. Nói chung mình review xe là khá cẩn thận và khá kỹ. Cái chân chống mình đè nghiêng cho nên nó lắc bánh nha, nó kia rung bánh nó văng. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu xong cái con gian. Thì gian này là gian Nhật bãi, hàng xuất Nhật nha. Hàng bãi nhưng còn rất mới, trên 90% luôn, như các bạn đã thấy đấy. Thì bây giờ các bạn xem xong video mà thấy ok thì vui lòng liên hệ số này 0939086797 liên hệ cho mình, hoặc các bạn có thể chat qua Zalo hoặc để lại bình luận dưới video. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.